5 nguyên nhân phổ biến khiến đàn ông ngoại tình. Ngoại tình được cho là thường xảy ra vào giai đoạn mà các cặp vợ chồng đã bắt đầu ổn định, đã có con cái và đời sống hôn nhân có vẻ trở nên buồn tẻ, mệt mỏi, cứng nhắc. Điều này có thể bắt nguồn từ sự khác nhau về quan niệm chung thủy và tình dục giữa phụ nữ và đàn ông. Với đàn ông, tình dục là nhu cầu. Đàn ông ngoại tình hầu hết là họ muốn tìm cảm giác mới, chứ chưa chắc đó là tình yêu thật sự với người tình. Họ có thể vẫn yêu vợ, nhưng vẫn lên giường với những người phụ nữ khác. Và họ cũng không cho rằng ngoại tình là một tội lỗi. Còn với phụ nữ, tình dục là phải có tình yêu. Phụ nữ nếu ngoại tình thì họ phải có tình cảm, có sự rung động thật sự với bạn tình. Và việc họ lên giường với người đàn ông khác không phải chồng mình, họ luôn biết rằng đó là một tội lỗi. Chính vì những suy nghĩ khác biệt và dễ dãi như thế, nên đàn ông rất dễ ngoại tình. Và dưới đây là 5 nguyên nhân phổ biến khiến đàn ông ngoại tình. Thứ nhất, muốn khẳng định sức hấp dẫn của bản thân. Nam giới khi ở vào độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi, họ sẽ bước vào thời kỳ hồi xuân. Thời kỳ này được các chuyên gia về gia đình học gọi là nguy cơ tuổi trung niên của nam giới. Trong giai đoạn này, họ sẽ có thể có những ý nghĩ điên rồ và nổi loạn, với mong muốn làm chậm lại quá trình lão hóa đang đến gần. Đặc biệt, đối với những người có tính cách năng động, ham vui, và khi họ đã có điều kiện tài chính ổn định, thậm chí đã có của ăn của để, thì họ sẽ có cái cảm giác nuối tiếc như họ đã bỏ mất đi một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời ở tuổi đôi mươi. Và họ thấy bây giờ họ cần phải được hưởng thụ những niềm vui đích thực của cuộc sống. Do đó, khi gặp được các cô gái trẻ đẹp quyến rũ, họ sẵn sàng theo đuổi để khẳng định sức hấp dẫn và thực hiện ước mơ được sống lại thời trai trẻ của họ. Thứ hai, do những rung động nhất thời. Có rất nhiều trường hợp đàn ông ngoại tình chỉ là vì tình cờ gặp một người phụ nữ nào đó trong một dịp tiệc tùng hay hội nghị, hoặc vô tình ngồi sát bên ai đó trong cùng một chuyến xe, hoặc cũng có thể là bất ngờ gặp lại người yêu cũ trong một dịp đặc biệt nào đó. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng thực tế lại đúng là như vậy đó. Bởi theo suy nghĩ của đàn ông, thì phong lưu một đêm không có gì là tội lỗi cả. Thứ ba, thiếu sự chăm sóc của vợ. Có nhiều người vợ khi đã quá quen với sự tồn tại của người đàn ông trong nhà, lại coi việc chăm sóc, động viên chồng là việc mất thời gian, hay có suy nghĩ đã là vợ chồng rồi thì cần gì phải quan tâm nhau nhiều làm chi nữa. Hay cũng có kiểu chán ghét chồng như ông ấy càng ngày càng trái tính trái nết, mặc kệ ông ấy muốn làm gì thì làm. Họ quên rằng chồng mình cũng là một người rất yếu đuối, rất cần có người để tâm sự, tán dương, an ủi, động viên khi cần thiết. Đàn ông khi cảm nhận không có được sự chăm sóc từ vợ thì họ sẽ tìm đến những người phụ nữ khác có thể đáp ứng được những yêu cầu đó của họ. Thứ tư, do bản tính trăng hoa đa tình. Đàn ông có bản tính trăng hoa đa tình được xem là nguyên nhân không thể loại trừ, bởi bản chất họ là những người hay lăng nhăng, có nhiều mối quan hệ mập mờ, phức tạp. Đàn ông trăng hoa đa tình cũng thường coi mình là người có bản lĩnh cao siêu,
nhưng thực tế họ lại là những người thiếu hiểu biết về hôn nhân và gia đình. Cho nên họ rất dễ phạm phải tội lỗi ngoại tình. Thứ năm, muốn được hạnh phúc nhiều hơn. Đàn ông khi ngoại tình không phải là đã hết yêu vợ, mà vì có thể họ cảm thấy không hài lòng với tình trạng hôn nhân hiện tại. Có thể là do thiếu vắng sự lãng mạn, hay họ cảm thấy thiếu sự thân mật, âu yếm, hay họ mệt mỏi vì thường xuyên phải nghe vợ phàn nàn, hay căng thẳng về những áp lực trong công việc và cuộc sống. Họ muốn có một người có thể thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với họ về mọi thứ như là một người bạn. Thế nên, ở trường hợp này, họ thường ngoại tình với những người phụ nữ thân quen, những người bạn học cũ, hoặc là các nữ đồng nghiệp ở cơ quan.